Chào anh em, mình vừa về khoảng 5 em Bo Talk Table. Tình trạng là rất là đẹp, còn nguyên bản, mọi chức năng hoạt động tốt, pin cầm trên 3 giờ. Theo nhà sản xuất thì nghe nhạc liên tục được 8 giờ, tùy vào mức âm lượng. Pin còn rất tốt nha, hoạt động tốt. Thiết bị gồm có Bluetooth, gồm có chức năng Bluetooth nha. Cái cục Bluetooth này là mình không có bán theo máy ha. Cái cục Bluetooth này là cục linh kiện bên ngoài. Về nguyên bản thì bạn có thể cắm máy iPod, iPhone, từ đời iPhone 3 đến 4S đều cắm vô đây ha, vừa nghe vừa sạc pin. Còn cái cục Bluetooth này là cái cục linh kiện bên ngoài. Mình dùng để gắn vào đây để kết nối với điện thoại ha. Bluetooth này là Bluetooth 4.0 đó. Máy nó có pin ở đằng sau. Máy có pin ở đằng sau. Đây. Đó, cái cục pin này mình không không dùng, mình có thể tháo ra ha, tháo ra và nghe cắm bằng adapter trực tiếp vào ha. Mình có cái adapter. Đó, đây là cái cục adapter. Nếu chúng ta không dùng pin. Đây là cái cục pin ha, cái lưng này nè, nó là cái cục pin. Thời lượng nghe theo nhà sản xuất thì là 8 giờ. Tùy vào mức âm lượng ha. Thì hàng mà mình đã xài qua bao nhiêu năm rồi thì tình trạng vẫn hát tốt ha. Mình thì không có thời gian nhiều để kiểm định, nhưng mà mình nghĩ là nó phải trên được 4 giờ đó, tùy vào mức âm lượng bạn mở lớn hay mở nhỏ ha. Và đây là cái cục adapter này là nó sạc cho cái cục pin này đó. Máy gồm có cái loa, cục pin theo máy và cái remote. Còn cái Bluetooth này là ai có nhu cầu mua thì mình bán theo ha. Đó, máy móc thì nó như thế này. Tình trạng là hát tốt, mình test thử một đoạn nhạc cho các bạn cùng nghe nha. Rồi. Mình đã kết nối Bluetooth rồi, giờ mình chỉ bấm play thôi. Màn đêm buông xuống căn Bên này nó phòng có phím âm lạnh lượng cảm lẽo, ứng nha. anh thấy Đó, thấy đèn nó cô chớp không? đơn, anh thấy mọi mệt và anh nhớ về người. Anh nhớ nụ cười của em. Anh sẽ cho cạn hết tất cả những điều vì anh quá yêu, anh quá nuông chiều để em lừa dối. Em đã phản bội rồi đổi thay, anh sẽ tiếp tục sống những ngày vắng em và sẽ tập cho mình một thói quen để em sẽ hối tiếc về tất cả những gì em đã gây ra. Em hay cho em đã quên anh, duyên chia đôi hai ta xa nhau. Màn đêm buông xuống căn phòng lạnh lẽo, anh thấy cô đơn, anh thấy mỏi mệt và anh nhớ về người, anh nhớ nụ cười. Chạy theo những cuộc vui xa hoa thâu đêm và em đã quên đi tình yêu anh trao em, để giờ đây em mãi bước xa khỏi cuộc đời anh.
À, một điều đừng được mệt nữa là cái remote này nó có thể điều khiển được cái phone này ha. Có nghĩa là mình muốn tạm dừng và mình lay mình khiển cho này luôn. Bây giờ mình bấm dừng rồi đó, bây giờ mình bấm lay tiếp nè. Đó. Anh sẽ cho bạn hết Dừng tất nè. cả những điều. Đó, cái là cái remote này nó khiển được cả cái điện thoại. Đó. Cái là muốn dừng thì dừng, mà muốn hát thì hát, hoặc là mình tắt, đây là tắt Bluetooth ha. Tắt nguồn cả tổng thể, và đây nó có cái qua bài. Nếu như ở đây mình có kết hợp danh sách liên tục thì nó sẽ qua bài ha. Rồi, tình trạng máy móc là hoạt động như vậy ha. Giờ mình cũng không có mở lớn được vì đây là không gian cũng 9-10 giờ tối rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi ha. Clip thì muốn test sâu nữa thì anh em thực tế thì cứ gọi cho mình một vào số điện thoại là 090 782 7899. Địa chỉ giao dịch tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Còn giá cả sản phẩm thì cứ gọi trực tiếp cho mình hoặc là liên hệ trực tiếp qua Zalo ha, để có những cái giá tốt để anh em sở hữu, anh em mua đi bán lại, hoặc là anh em chơi, hoặc là fanbo, nói chung là vân vân và vân vân. Mình nói về sản phẩm bô thì mình nhiều lắm, cho nên anh em cần về các món bô thì cứ liên hệ với mình. Nói về âm thanh bô thì chúng ta cũng biết rồi, nó là gọi là nổi tiếng toàn cầu rồi, mình cũng không cần bàn cãi về chất âm hay chất lượng gì của nó. Anh em trải nghiệm rồi anh em sẽ biết ha. Anh em nào biết rồi thì mình không nói nhiều nữa, mình xin cảm ơn, kết thúc ở đây ha. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Bấm theo dõi kênh của mình để có những sản phẩm mới nhất và thêm nhiều thông tin về sản phẩm mới cũng như về cái độ hot của sản phẩm. Cảm ơn anh em đã theo dõi.